Phương Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Trước tiên thì Thu Nga xin được chào anh Phan Nhật Nam ạ. Kính chào cô Thu Nga, kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng, thưa anh thì cũng như là thưa quý khán giả, là trong tháng 6 vừa qua thì có những cái sự kiện rất là quan trọng mà tới bây giờ vẫn còn nóng bỏng. Đó là cái việc mà hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như là nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Và những cái tác động và cái hậu quả của việc này ở trên bán đảo Triều Tiên, ở trên Biển Đông cũng như là tình hình đối với Việt Nam. Và cũng trong tháng 6 thì ngày 10 tháng 6 kéo dài cho tới bây giờ, thì những việc mà rất là sôi sục ở tại Việt Nam đó là người dân đứng lên để biểu tình chống lại cái gọi là ba đặc khu kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nhưng mà đó là cái thực chất của nó, đó là cái việc mà Hán hóa do Trung Cộng chủ mưu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề này thì xin mời anh có thể là đề cập đến cái sự kiện quan trọng, vô cùng quan trọng về cái việc mà thông cáo chung được ký kết vào ngày 12 tháng 6 giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un, và sự tác động của cái việc này toàn vùng Đông Nam Á, rồi lẽ dĩ nhiên là Việt Nam cũng có ảnh hưởng ở trong đó. Xin mời anh ạ. Vâng, thưa quý khán thính giả, thưa Thu Nga, là tất nhiên bây giờ chúng ta phải có cái buổi mặt đàm và nói chuyện về vấn đề tình hình ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ trước khi đề cập đến cái vấn đề tình hình ở Việt Nam, chúng ta phải lướt qua tình hình tháng 6 mà chúng ta đã không có trình bày đến. Tức là có cái sự kiện của ngày 12 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã gặp Kim Trinh Ngân của Bắc Hàn và có cái thông cáo chung. Thì thưa với Thu Nga và thưa quý vị, là tất nhiên đây là cái việc giữa Mỹ và Bắc Hàn, nhưng sẽ có những cái tác động chung của toàn vùng Bắc Á và Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên cái thông cáo chung này nó cũng có được một cái những điều như thế này, là Tổng thống Donald Trump đã bảo đảm an ninh cho Bắc Hàn, và phía Bắc Hàn cũng có đưa ra một cái lời cam kết sẽ là phi hạt nhân, là không có sử dụng các cái vũ khí hạt nhân ở trong vùng bán đảo Triều Tiên. Nhưng thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, chúng ta không bi quan, chúng ta cũng không lạc quan, chúng ta khách quan để nhìn ra rằng cái thông cáo chung này chỉ là cái khung mà thôi. Vì nếu so sánh với tình hình Việt Nam, nếu so sánh với tất cả những sự kiện đã xảy ra Việt Nam, thì ví dụ như cả một cái hội nghị Geneva ký vào những ngày 20 tháng 7 như năm này đây, vào năm 1954 ở Geneva giữa các đất nước, rồi từ đó không có một phía nào ký kết mà cam kết thực hiện những điều của hội nghị Geneva, thứ nhất là Cộng sản Bắc Việt, và sau đó nó ký ngay 20 tháng 7 1954, thì tới ngày 20 tháng 12 năm 1960 thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam và tấn công miền Nam, cho đến mở ra một cuộc chiến tranh cho đến ngày 30 tháng 4 75. Cũng chính là cái tác nhân của Cộng sản Bắc Việt đó ký một cái hiệp định Geneva trước cộng đồng thế giới 1973, nhưng sau đó đã ngang nhiên xé bỏ bởi cuộc tổng tấn công 30 thuộc kéo bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 1975, kết thúc 30 tháng 4 1975. Đây là nói về việc tình hình của những ký kết, và ký kết lớn nhất nữa là ký kết của thông cáo Thượng Hải năm 1972 ở giữa Nixon và Châu Ân Lai của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là Trung Cộng, ở Thượng Hải. Nhưng mà sau đó cái ký kết này mà đã được người Mỹ đánh giá là coi như là cái viên đá tảng trong cái tương quan ở hệ của Mỹ và Trung Cộng từ 1972 cho đến giờ này. Qua ký kết này, người Mỹ đã bỏ Đài Loan, bỏ Việt Nam Cộng Hòa, và nhường buộc Đài Loan, tức là Cộng Hòa Dân Quốc
phải rời ra khỏi cái ghế bảo an Liên Hợp Quốc để nhường cái ghế đó lại cho Bắc Kinh. Thì tất cả những cái kế đó chúng tôi vừa kể ra trước một cộng đồng thế giới, trước cả một cái bảo đảm, ví dụ như Hiệp định Ba Lê 1973 đã có một cái cộng đồng thế giới đến 13 nước ký định ước thi hành và bảo đảm thêm, mà rốt cuộc bị bỏ đi. Thì hướng gì một cái thông cáo chung chưa có những cái điểm gì chắc chắn và cụ thể của ngày 12 tháng 6 năm 2018 vừa rồi. Thành thứ thưa với cô Thu Nga và thưa quý vị, chúng ta không bi quan cũng không lạc quan, trở lại với vấn đề cái đích ngoại của người Việt Nam. Thì cái, tất cả những ký kết của Geneva 1954, Ba Lê 1973 rốt cuộc đã bị người Mỹ, chính phủ Mỹ, tôi không phải đặt ra vấn đề của cá nhân ông Nixon, ông Johnson hay là ông ta cá nhân nào, nhưng mà rõ ràng là khi người Mỹ người ta đã thay đổi chính sách thì tất cả những ký kết nó cũng trở nên là vô ích, cho dù Việt Nam đã nơi mà 58.000 tử sĩ Mỹ hy sinh. Thành thử thưa cô, thì chúng ta lướt lại cái vụ 12 tháng 6 để thấy rằng đấy là một cái bước tiến ở trong cái giải pháp ở giữa Trung Cộng, ở giữa Bắc Hàn và ở giữa Mỹ. Tuy nhiên cũng có một cái dáng vóc dáng của một cái yếu tố rất quyết định, đấy là Trung Cộng, thì đấy chỉ là một cái khung mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà theo cái nhận định chung của những nhà quan sát thế giới đó, thì sau cái cuộc họp thượng đỉnh 12 tháng 6 thì cũng tạo ra một cái gọi là cái khung hoặc là một cái viễn ảnh mà hòa bình cho Nam và Bắc Hàn. Và cái họ giải quyết bằng cái phương pháp mà ôn hòa chứ không có phải là bằng chiến tranh. Và như thế thì họ nhận định rằng ông Kim Jong-un tuy là người nhỏ tuổi thế nhưng mà khôn hơn rất nhiều lần Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì hiện nay thì theo cái kế hoạch mà ba cái gọi là ba cái đặc khu kinh tế 99 năm cho Trung Cộng đã giàu, mà họ nói rằng Trung Cộng họ chưa có mention cái tên của Trung Cộng, thế nhưng mà chúng ta đã hiểu ra như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà 99 năm này đó là một cái việc mà bán nước mà thôi, theo cái thực chất là như vậy. Thì mời anh có thể là nói rõ về vấn đề này, về từ Bắc Hàn, từ cái ông Kim Jong-un tới Cộng sản Hà Nội, mà trước kia là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, vân vân, và bây giờ là Trọng, Phúc, Ngân và Quang. Xin mời anh. Dạ, thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, ở đây như bắt đầu câu chuyện chúng tôi đã có một lời nói rất rõ, ở đây không phải đặt ra vấn đề của cá nhân, nhưng rõ ràng cái người Kim Chính Ngân của Bắc Hàn kia mới 44 tuổi, nhưng đã thấy ra được một điều, thấy điều gì và có một cái chọn lựa, đấy là đi với Mỹ hay đi với Trung Cộng. Thì nếu hai đời của Kim Nhật Thành là ông nội của Kim Chính Ngân, rồi đến Kim Chính Nhất là bố của Kim Chính Ngân đã không giải quyết được cái vấn đề của bán đảo Triều Tiên. Bây giờ Kim Chính Ngân 34 tuổi để giải quyết được, ít nhất cũng có cái khung giữa Bắc Hàn và Nam Hàn qua cái hội nghị liên triều trước khi gặp Tổng thống Donald Trump trong ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Thì hai cái lãnh tụ Bắc Hàn và Nam Hàn đã gặp nhau và đã cam kết một điều là không có sử dụng các giải pháp quân sự. Trở lại cái vấn đề của thông cáo chung 12 tháng 6 tại Singapore, thì như tôi đã nói câu đầu, tuy rằng không có những cái chi tiết cụ thể, nhưng cả hai bên cũng đã khẳng định một điều là không dùng cái giải pháp quân sự và phi hạt nhân ở trên bán đảo Triều Tiên. Thế điều này chúng ta đã thấy rằng, hóa ra cái người Kim Chính Ngân 34 tuổi đã khôn hơn rất nhiều. Khôn hơn ai? Đấy là khôn hơn Hồ Chí Minh. Vâng, nếu Hồ Chí Minh có được một phần khôn ngoan, Hồ Chí Minh nói riêng và toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, là gồm có Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, chứ đừng nói đến cái đám của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc sau này, đó là những cái đời Cộng sản Việt Nam thứ năm, đó là những cái rong rêu của cái chủ nghĩa của cái Đảng Cộng sản Hà Nội. Tôi gọi Đảng Cộng sản Hà Nội vì sao? Vì tại ngày 2 tháng 9 năm 1945,
Đảng Cộng sản đã cướp chính quyền. Vâng, chữ cướp chính quyền chúng ta đã nhiều lần đề nghị cộng và đã thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi từ đó là cái tiền đề cho cái chiến tranh của 1960-1975. Đấy là tiền đề cho cái việc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1976 cho đến bây giờ là 43 năm. Thưa tất cả những điều đó đã bày ra ở trước lịch sử điều gì? Cái người Kim Chính Ân kia dù 34 tuổi nhưng đã biết đặt cái quyền lợi của đất nước mình, của vận mạng của quê, của tổ quốc mình trên cái biết bức thoát ra khỏi ảnh hưởng của Tàu. Mà Tàu là ai? Tàu là chính là bây giờ không phải Tàu trong Mao Trạch Đông mà Tàu Tập Cận Bình với cái dự án ba đặc khu đang sẽ mà tôi nghĩ rằng nó sẽ được trùng y bởi cái quốc hội do một cái nhân sự gọi là Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch và sau đó biến thành ra những cái nghị định hành chánh do một viên thủ tướng vô học. Vâng, những cái chữ này do chính báo chí của toàn diện của ở trong nước cũng giống như là ngoài nước khẳng định, một đảng viên cộng sản vô học, bất tài, tham lam và u tối trong tất cả mọi khía cạnh giữ chức thủ tướng. Thì thưa cô, so sánh hai cái điều chúng ta thấy rằng đều cay đắng. Hóa ra cái người trẻ tuổi Kim Chính Ân biết dừng lại ở nơi nào để cứu tổ quốc mình qua cái thông cáo ngày 12 tháng 6 2018 ở Singapore, để so sánh lại với sự u tối của toàn bộ hệ thống lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có thủ đô tại Hà Nội do chính Hồ Chí Minh thành hình từ 1930 và dẫn dắt cái vụ cướp chính quyền tháng 8 năm 1945 thành lập ra cái một cái thể chế gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 2 tháng 9 1945 tại Hà Nội. Hậu quả bây giờ với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sắp sửa bán nước cho Tàu, qua nhượng đất từng phần cho Tàu qua cái dự án cho thuê ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong vòng 99 năm. À, dạ thưa anh, thì cái như vậy cái hậu quả mà rất là nguy nan ở trong cái việc mà cái gọi là ba đặc khu kinh tế 99 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới ban ra. Thế nhưng mà cái họa mà nó lớn nhất đó cũng mình cũng phải nhắc đến, đó là cái họa quốc phòng an ninh. Tại vì cái ba cái đặc khu này, Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, rất là quan trọng về cái việc mà an ninh quốc phòng. Thì như vậy thì xin mời anh về nói về cái mối hiểm nguy mà Hồ Chí Minh đã nói ra, thật tình đã nói ra từ năm 1945, tức là họa Hoa quân nhập Việt là như thế nào thưa anh? Vâng, bây giờ chúng ta đi vào cái trọng tâm chính của vấn đề. Gọi là ba đặc khu kinh tế, nhưng mà những chuyên viên kinh tế như Phạm Chí Lan, Lê Đăng Doanh ở trong nước, rồi ngoài này ví dụ như là kinh tế gia Nguyễn Xu Nghĩa, tất cả đều phân tích ra ba đặc khu này không có một, hoàn toàn không có một cái lợi nào về kinh tế. Vì sao? Vì ba cái đặc khu này gọi là ba đặc khu kinh tế, nhưng rồi nó sẽ được, tuy rằng trong cái dự luật ba đặc khu không có nêu đích danh là người Tàu, nhưng rõ ràng và hiện tại đã và đang tiến hành sự nhượng phần đất từng phần lại cho tư bản Tàu. Ví dụ như là cái Formosa chẳng hạn, do cái bí thư của Hà Tĩnh lúc Võ Kim Cự sau khi đã nhượng cái Formosa lại 70 năm trong cái tập đoàn Formosa và phá nát cái toàn bộ cái môi trường của miền Trung, thì bây giờ của vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và lan xuống Quảng Nam, Đà Nẵng, thì qua mấy từ 2016 đến giờ này không có một biện pháp nào để mà cứu vãn cái tình hình đó. Và tình hình ở Formosa, và Formosa đã được Nguyễn Phú Trọng, cái vụ tai nạn của Formosa là 16 tháng 4 là ngày 6 tháng 4, cuối tháng 4, Nguyễn Phú Trọng đến đây là một cái
điển hình tiên tiến, nhưng rõ ràng rằng đấy là một cái không có một miếng thép nào đã sản xuất ra từ Formosa, mà thật ra Formosa chỉ là một cái bình phong để chuyển giao cái thép thẳng dư từ Trung Cộng qua Formosa để bán lại cho Mỹ với một cái bán lại cho thế giới với một cái giá khả dĩ bán được, vì thép của tàu bán được. Trở lại của vấn đề kinh tế, cũng ví dụ như bauxit, đến giờ này cũng chả có một cái miếng gang, miếng thép nào mà một năm là lỗ 5 tỷ đồng. Thì ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cũng sẽ rơi vào tình trạng như vậy, với một cái chủ đích chỉ là mở các cái sòng bài, mở các nhà nơi du lịch, tóm lại chỉ là mở cái hệ thống đánh bạc loại quốc tế kiểu như Macau, như Las Vegas, hoặc là nó thêm một điều nữa, các cái địa điểm du lịch mà sẽ dùng đến cái nhân công người Trung Quốc hơn là cái nhân công người Việt Nam. Mà nếu người Việt Nam vào đó thì chỉ được làm bồi phòng để quét dọn, như làm những việc chân tay nặng nề. Thế bây giờ vấn đề kinh tế coi như không có. Thế bây giờ nhưng mà nguy hại nhất là vấn đề quốc phòng. Thưa vì sao? Nếu ngày trước vừa rồi cô Thu Nga có nhắc đến một cái cụm từ ngữ gọi là hoa quân nhập Việt, tức là cái sự kiện sau khi mà Nhật Bản đầu hàng đồng minh bị hai trái bom nguyên tử trong tháng 8 năm 1945, thì Nhật Bản đầu hàng đồng minh và ký một cái đầu hàng ở trên cái chiến hạm Mitsuri dưới quyền của Thống tướng MacArthur. Thì qua cái sự đồng ý của quốc tế, của ngũ cường gồm có Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Hoa Dân Quốc. Vâng, tôi xin lặp lại, Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Hoa Dân Quốc đều đồng ý với nhau rằng là để cho người Anh và người Ấn vào Nam Việt Nam từ vị tuyến 16 cho đến miền Nam, và từ vị tuyến 16 trở ra Bắc thì giao để giải giới quân đội Nhật, đồng ý để cho quân đội của Trung Hoa Dân Quốc và thống chế tự chế thạch vào để giải giới quân đội Nhật. Cái đạo quân đó do hai viên tướng Lư Hán và Tiêu Văn thống lĩnh vào Bắc của Việt Nam từ vị tuyến thứ 16 ra đến miền Bắc. Hồ Chí Minh gọi đấy cái sự kiện mà hoa quân của Trung Hoa Dân Quốc vào Việt Nam gọi là cái hoa quân nhập Việt, và Hồ Chí Minh đã tìm độ cách để làm sao đẩy cái đám, để cái lực lượng của tướng Giai Thạch, của tướng Kiêu Văn và Lư Hán ra khỏi miền Bắc bằng hai phương pháp. Thứ nhất, mua chuộc cái hai viên tướng Lưu Hán và Tiêu Văn bởi những cái quả vàng, huy động vàng của miền Bắc Việt Nam qua một cái chiến dịch gọi là Tuần Lễ Vàng để mua một cái dòng tàu hút thuộc phiện bằng vàng cho các phiên tân tàu để đẩy cái người tàu ra. Đẩy người tàu đi ra thì cho phép người ở trong Nam, người Pháp trong Nam đổ bộ lên Hải Phòng và Hà Nội. Đó là mời cái viên toàn quyền của Đông Dương lúc ấy là Các Văn Chia. Thì muốn đón Các Văn Chia là bày ra một cái kế láo khoét nữa, tức là tạo ra cái ngày gọi là 19 tháng 5, ngày gọi là sinh nhật Hồ Chí Minh, để treo cờ đỏ sao vàng và tờ ba màu xanh trắng đỏ để đón người Pháp. Thì đây là người cố để làm gì? Tránh cho họ hoa quân nhập Việt đó là để rắn tay dùng người Pháp thiệt hạ các cái lực lượng quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam của Đại Việt đã có những cái lực lượng ở với báo Thanh Niên ở Hà Nội và ở có một cái chiến khu gọi là Vĩnh Phúc Yên. Thì họ hoa quân nhập Việt đó, Hồ Chí Minh đã bảo rằng đấy là một cái họa, thằng Tây nó cút thì thằng Tàu nó sang, Tàu đó là Tàu của Trung Hoa Dân Quốc. Thì thưa cô, bây giờ cái họa hoa quân nhập Việt đó nó đã được tái hiện ở Việt Nam. Và thưa quý vị khán giả, cái họa hoa quân nhập Việt đó bây giờ nó đang tràn ở Quảng Ninh.
nó đang tràn xuống ở Bauxite ở cao nguyên Trung Phần, nó đang tràn xuống ở phía của Đông Đô Đại Khổ Bình Dương, nó đang đi dọc theo cái đường Tây Trường Sơn đi từ miền Bắc xuống vùng ba biên giới, đổ qua cao nguyên Trung Phần, đổ xuống vùng Duyên Hải, và bây giờ ở Đà Nẵng, ở Nha Trang, đó là những cái thành phố mà chữ tàu nó tràn ngập, và du khách tàu nó tràn ngập ra. Thì du khách tàu hay là công nhân tàu ở Formosa, công nhân tàu ở các cái cơ sở khai thác đây ở Tây Nguyên, ai bảo rằng đấy không phải là những người lính ngụy trang? Và đến cái bây giờ khi mà các đặc khu kinh tế trong vùng 99 năm thì người tàu sẽ sinh sôi, sẽ lấy vợ việc, sẽ có những cái hoạt động của xã hội về kinh tế, về tài chính tràn ngập 99 năm, sẽ có đến cả 3 thế hệ, 4 thế hệ, 5 thế hệ người tàu sinh đẻ ở Việt Nam, nghĩa là trong vòng gần trăm, thiếu một năm nữa là 100 năm. Và thưa với cô Thu Nga và thưa quý vị, ở đây không phải là vấn đề kinh tế nữa, mà đây chỉ là cái hoa quân nhập Việt mà năm 1945 mà Hồ Chí Minh đã gióng lên, bây giờ đang hiện thực. Và không phải là hoa quân mà hoa dân, mà không phải hoa dân nữa, mà đấy là tất cả cái hệ thống kinh tế, tài chính, quân sự, xã hội của người tàu đang đổ ụp xuống Việt Nam. Thành thứ trở lại hoa quân nhập Việt, Hồ Chí Minh ngày trước nói như thế nào, gióng lên như thế nào, thì bây giờ đang hiện thực lại, và giống như là một cái dọc nước đã tràn ly qua cái dự án 99 năm khai thác ba cái đặc khu gọi là kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc mà thôi. Dạ, cảm ơn anh Phan Việt Nam đã giải thích rõ cái câu mà hoa quân nhập Việt của Hồ Chí Minh đã nói từ năm 1945. Và như vậy từ Bauxite, Formosa và tới bây giờ là 99 năm đặc khu kinh tế, chẳng có lợi gì trong cái phương diện kinh tế mà chỉ có hại cho quốc phòng và đứng trước cái nạn hán hóa mà thôi. Và chương trình những câu chuyện lịch sử và thời sự, vì thời gian không cho phép cho nên đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn anh Phan Nhật Nam và hẹn tới chương trình lần tới ạ. Xin kính chào quý khán giả, xin kính chào cô Thu Nga, để hẹn vào cái buổi trình bày phần tiếp sau của vấn đề 99 năm cho thuê người tàu. Dạ, xin cảm ơn anh.